Xin chào các bạn, hôm nay mình sắp giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là mì Milliket rong biển, thùng 30 gói 75g, là cái thùng để sắp sẽ tách ra cho các bạn xem. Mì này mì dành cho những người ăn chay, ăn rất là ngon, mì rong biển tốt cho sức khỏe nha các bạn. Các bạn muốn mua hàng đặt hàng thì bên dưới clip này mình có chia sẻ cái đường link để đặt hàng và cái số điện thoại để đặt hàng luôn. Đây là mì nước nha các bạn, cho tổ nước vào, bỏ cho rau vào ăn nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại.